Xin chào bạn, chào quay trở lại với Tuổi Máy Tính. Video này tôi sẽ bạn xóa cái tài khoản Oppo ID hay tab ID của con máy Redmi 5 Pro. Đây, nó đang bị hiểu ID nhé, của bạn khách ở Nam Định gửi lên. Đây, ta sẽ chọn tiếng Việt này. Tiếp theo. Bỏ qua nhé, đây nó sẽ bị active phone này. Số điện thoại 7588 cuối nhé. Rồi. Cái này thì các bạn phải sử dụng Maiko nhé. Đây ở đây ở cái Maiko ta sẽ chọn về cái bản đây, số 11 này nhé. Bạn có thì bạn sẽ xem clip trước mình để sẽ biết. Đây ta sẽ chọn số 1 vào phần tiếp theo này. Đây. Bạch lại. Cái này tôi số 3, tức là số 1 đấy. Còn tiếp theo này, bách ra này. Nó không nhận. Một cái nữa thì các bạn sẽ vào cái Filipino nhé. Filipino, chữ Filipino. Rồi. Ta sẽ vào English nhé. Ấn vào Next. Ok, bây giờ ta sẽ khởi động lại nhé. Restart này. Để ta chuẩn bị ấn vào cái nút này nhé. Nút này. Cái này phải làm nhiều lần nhé, không một lần được nhé. Đấy, không biết là qua được chưa. À, đây qua được rồi. 712 nhé. Tùy từng cái các bạn có thể. Ok. Bây giờ các bạn sẽ kết nối wifi. Vào trong thì các bạn thoải mái kết nối wifi nhé. Mình bắt mình học cơ. Cái này nó còn đang chết. Mà không biết là chết điểm. Cảm ơn. Ok, đây vào được rồi nhé. Tôi vào setting chỉnh nó về tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhé, tiếng Anh đi, vì cho các bạn nước ngoài xem nữa các bạn dễ hiểu nhé. Ta sẽ vào phần language đây, đây bahasa, hát này, ta thêm sẽ vào English nhé, rồi kéo nó lên trên này. Kéo cái này xuống dưới được. Ok. Đó, nó về tiếng Anh nhá. Bạch này. Rồi, kết nối connect wifi này. Connect wifi. Ok này, còn cái wifi nó sẽ không bị khóa nhé, không lock nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ vào hay tab account. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản của các bạn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ đăng nhập này. Rồi, sign in with password này. Tôi sẽ nhập nhé. Ok. Yes, yeah. Tí nha.
rồi Get Free nhé, Oppo Reno 4 Pro 5G, Very Mobile Number nhé, rồi Get Free nhé. Và send về cái số điện thoại này, các bạn sẽ vào số điện thoại của bạn để lấy nhé, hoặc các bạn rồi thuế nhập này 858758 này, ok rồi ta sẽ vào phone agree này, mở cái phone nhá, open phone, ok rồi back đây, open phone on nhá, rồi back kéo xuống, ta kéo xuống phần để khôi phục lại cài đặt nhé. Rồi tôi sẽ chỉnh nó về độ sáng cao hơn tí cho dễ nhìn nhé. Rồi reset phone nhé. SEO data, rồi SEO data. Rồi bây giờ ta sẽ nhập cái pad này để close FilmaPhone nhé. Nhập cái pad. Rồi enter password này. Ferry này. Close FilmaPhone. Đó, ok. Bây giờ các bạn đợi khoảng 5 đến 10 phút. 5 phút rồi, tầm khoảng 5 phút rồi đấy. Tùy, có thể hơn nhá. Là máy sẽ lên. Các bạn nào có máy bị ID các bạn cứ gửi lên, liên hệ Zalo mình ở đây, gửi lên. Cái này bắt buộc các bạn phải gửi vì phải có cái máy cô thì các bạn mới chạy được, không làm online được nhé các bạn nhé. Rồi sau khi bạn đợi khoảng mấy phút thì máy sẽ hiển thị lên đây. Tôi sẽ chọn tiếng Việt nhé, Vietnamese. Rồi cái này thì bạn tích vào tôi đồng ý này. Tiếp theo này, đồng ý này. Bước này thì nó sẽ không kết nối wifi, các bạn bỏ qua này. Mật khẩu sau này. Đấy, ok, hãy tap ID đây. Để sau này. Cái này bạn tự động cập nhật qua đây, bỏ qua. Tiếp theo này. Có liên hệ cũ bạn nhập vào không thôi. Tiếp theo. Chào mừng. Bắt đầu. Bây giờ sẽ bắt đầu học cái kia lại, bắt đầu học cái vừa nãy. Đây các bạn có bỏ qua đây. Vừa nãy tôi không nhìn thấy vì nó là tiếng sử dụng ngay. Ok. Rồi. Độ sáng lên một tí nhá. Ok, bây giờ vào setting này, cài đặt. Giới thiệu điện thoại. Jimmy Q. À, nó là Redmi Q, Redmi 5 Pro ấy. Nó vẫn là thế thôi. Ok. Và vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách xóa xác minh tài khoản Redmi 5 Pro. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn. Còn nếu các bạn muốn mà bị gặp máy tất cả các bạn, máy Oppo, Redmi ấy, mà gặp cái tài khoản hay tap ID này, các bạn liên hệ Zalo mình, gửi máy về đây cho mình làm. Và đương nhiên sẽ mất phí nhá. Phí của mình sẽ nhẹ nhàng hơn các chỗ khác rất là nhiều. Nên các bạn cứ liên hệ với mình nhá. Bạn yên tâm tin tưởng, mình sẽ gửi cái điện thoại này về. Và mình sẽ bảo các bạn gửi đây về bình luận cái video bên dưới này nhá. Để xem chính xác luôn nhá. Rồi, chào các bạn.